đây là một loại trôi đàn ông ăn thử, quả là món ngon không gì sánh bằng. Lấy mấy con làm nhân bánh thì đúng là mỹ vị nhân gian, mà không chỉ mỗi ngon. Cậu bé để một con lên tay, châu chấu từ từ bò lên chỗ vết thương. Tiếp theo dùng cái miệng nhỏ cắn lấy, cuối cùng vết thương được thứ đáng yêu đó xử lý hoàn hảo. Loại châu chấu này thật sự là bảo bối. Tuy nhiên hôm nay nữ chủ nhân của nó lại phát hiện một bí mật động trời. Cô không cẩn thận ngã trong phòng châu chấu, đến khi tỉnh lại trên người đã đầy châu chấu. Còn những tên đáng yêu này đang hút những dòng máu ngọt ngào, cái này ngon hơn thức ăn nhiều. Nhưng máu từ đâu? Hóa ra là từ bàn tay cô. Cô gái bị dọa sợ, trên tay đầy ắp những vết thương. Đám châu chấu này vậy mà thích ăn thịt người. Nhưng hôm sau cô phát hiện chúng hút máu người xong trở nên rất hoạt bát. Một bộ phận thậm chí bắt đầu lột xác. Cô bỗng nhiên phát hiện cơ hội kinh doanh phong phú, muốn biết trước kia chúng luôn bơ phờ, chưa làm gì đã chết. Vì để kiếm thêm tiền, hôm sau cô lần nữa đến phòng châu chấu, cởi áo khoác ngoài, tháo lớp quấn băng trên tay. Tiếp theo trực tiếp tiến vào trong, cô chịu đựng cái đau dùng máu của mình nuôi dưỡng lũ châu chấu. Sau đó từ trong vết thương lấy ra được mười mấy đôi chân châu chấu. Mà khi cô lần nữa tiến vào phòng châu chấu đã mặc quần áo bảo hộ, trực tiếp đi vào hình như muốn lấy gì đó. Chỉ thấy bên trong đều là trứng châu chấu, giống như những quả trứng vàng. Để nhanh chóng phát tài, cô tìm đến Jim, người mà thích mình giúp đỡ lắp thêm phòng để nuôi châu chấu. Nhưng một mình cô hiển nhiên không đủ để nuôi chúng, nên đã mua một đống máu lợn pha cùng với thức ăn. Nhưng con gái cô lại không chịu được, vì nhà nuôi châu chấu nên cô luôn bị bạn học chê cười. Không nhịn được trực tiếp thả lũ châu chấu ra, nhưng cô không biết bản thân đã tạo ra một tai họa. Chàng trai đang cùng chú dê bên ngoài xe chơi đùa, đột nhiên mất con châu chấu bay đến cửa sổ, liều mạng muốn vào. Tiếp theo trong nhà kính bay ra vô số kết thành một mảng lớn trực tiếp xông vào xe. Anh chàng bị dọa nhanh chóng cúi đầu xuống, chớp mắt trời tối thui. Còn chú dê bên ngoài bị đám châu chấu để ý, dùng sức lực siêu lớn đưa nó đi. Khi cô về nhà biết được mọi chuyện thì đã muộn rồi. Cô phát hiện xác dê ở nơi không xa nông trường, xung quanh còn có vô số con châu chấu đang ngậm nhấm. Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn âm thầm xử lý xác dê. Cô không dám nói cho người khác rằng đám châu chấu này là uống máu của mình mới biến thành tàn bạo như vậy. Về đến nhà cô mắng đứa con gái thả lũ châu chấu ra một trận, rồi giả vờ cùng con trai đi tìm chú dê. Vì để con gái vui vẻ, cả nhà họ đến bãi biển nghỉ dưỡng, nhưng cô con gái lại để ý mùa hè nóng vậy mà mẹ lại mặc áo dài tay. Rồi khi Jim muốn tình cảm với cô cũng bị từ chối. Cô cũng không muốn như vậy nhưng toàn thân đều là vết thương, sao dám để mọi người biết. Có điều may mà chúng sau khi uống nhiều máu như vậy bắt đầu sinh sôi. Kiếm được không ít tiền, cô mua cho con gái chiếc xe máy, đồng thời cho con trai đi trại huấn luyện mùa hè. Vì gia đình, cô lần nữa xây dựng lên khu nuôi chồng của mình, nhưng máu lợn đặt hàng lại vì tai nạn không đưa đến được. Vì không để chúng đói, cô quyết định lần nữa hy sinh bản thân. Đây là một loại châu chấu hút máu người, cô dùng dây nhựa nối lên cánh tay, máu tươi theo đó không ngừng chảy vào thùng. Cô yếu ớt không thể động đậy, cũng không dám phàn nàn, vì chỉ cần châu chấu ăn no là năng lực sinh sản sẽ tăng cao. Nhưng dựa vào bản thân sẽ mãi không đủ, nên nửa đêm cô đã ăn trộm con chó hàng xóm, biến thành đồ ăn cho châu chấu. Ngay cả con bò của hàng xóm cũng bị cô mổ bụng lấy máu. Từ đó cô không thể dừng lại, hôm nay con gái của mẹ trong phòng châu chấu. Tiến vào nhìn, trời ạ, mẹ vậy mà chỉ mặc mỗi nội y, đội mũ, mặc kệ cho đám châu chấu cắn xé. Cô bị dọa cho nhanh chóng chạy vào nhà, khóa cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh, vì sợ hãi nên mẹ có gõ cửa thế nào cũng không ra. Cô nhắn tin bảo Jim đến, cơ thể giờ đã quá yếu ớt nên anh đã đưa hai mẹ con về nhà mình. Khi con gái chuẩn bị nói ra chuyện đã xảy ra, cô ta lại đột nhiên xuất hiện ngăn cuộc hội thoại. Mà đồng thời bên này, hàng xóm phát hiện chú chó mất tích. Trên phòng châu chấu tìm kiếm, ông không những phát hiện xác động vật, còn mở túi châu chấu. Sau khi Jim đưa họ về nhà phát hiện nhà kính dường như bị ai đó vào. Tiến vào xem bất ngờ phát hiện hàng xóm cô gái, đồng thời có cả xác động vật, anh dường như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra có thể nuôi lũ châu chấu tốt như vậy đều vì thứ chúng ăn là thịt. Để ngăn chặn cô tiếp tục làm việc này, anh cầm lấy can dầu chuẩn bị đốt hết mọi điều ác. Cô không cần mạng lao đến ngăn lại, tuy nhiên lúc này đám châu chấu lại trốn ra ngoài, chúng bay vào nhà cô gái. Mà lúc này con gái đang ở bên trong, Jim xông vào nhà muốn bảo vệ cô, nhưng chúng thực sự quá nhiều. Khi cô vào trong nhà, Jim đáng thương đã bị châu chấu cắn chết. Còn con gái chạy trốn cũng không thoát khỏi nguy hiểm, bị đám châu chấu bay đầy bầu trời truy sát. Cô chạy đến một cái hồ, trước mắt thấy không còn đường lui, cô liền trốn xuống dưới con thuyền gỗ. Nhưng đám châu chấu không muốn tha cho cô, tiếp tục tấn công. Người mẹ kịp đến vì bảo vệ con gái mà dùng dao cứa rách tay mình, sau đó bôi lên mặt thu hút chúng. Chuẩn bị dùng sinh mệnh của bản thân thay cho an toàn của con gái, lũ châu chấu lao đến, người mẹ chết rồi ư? Không hề, vào lúc cuối cô trốn trong nước bảo vệ sinh mệnh của bản thân. Đây là bộ phim của Pháp The Swarm, nữ chính một mình nuôi con, trong quá trình đó rất khó khăn. Nhưng lại không muốn cuối cùng phải kết thúc theo một cách xấu, tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng mất đi người đàn ông mình yêu. Đây là một loại trôi đàn ông ăn thử, quả là món ngon không gì sánh bằng. Lấy mấy con làm nhân bánh thì đúng là mỹ vị nhân gian, mà không chỉ mỗi ngon. Cậu bé để một con lên tay, châu chấu từ từ bò lên chỗ vết thương. Tiếp theo dùng cái miệng nhỏ cắn lấy, cuối cùng vết thương được thứ đáng yêu đó xử lý hoàn hảo.